Ê, Vinh chơi đâu hả? Ủa đi. Mày ơi. Dạ, khỏe anh. Đâu không gần. Anh này là anh Vinh Hải nha mọi người. Hello mọi người. Vinh Hải nha. Hôm nay anh ra chơi hả? Đúng rồi, ra chơi. Đâu rồi, không biết tới. Có là, có mua vé số gì trước không? Chưa, lát mua không? Ủa, Vivi đi đâu hả? Hả? Đi đâu vậy? Có biết đâu, biết đi đâu? Nói gì đi. Cái gì vậy? Nói gì, bị anh đi. Dạ, anh đưa cho em 5 ngàn. Rồi. Em 5 ngàn 1 giờ, thơm lắm á. 1 giờ gì? Nó bên 1 phút rồi, nó xài 1 phút. Thơm lắm luôn á, em thử mùi thơm mùi đàn ông. Trời ơi, thơm thiệt thúi. Nè. Thúi. Thơm thiệt, thiệt luôn á. Thúi ra đó. Bồ chuối vô đây đúng không? Thúi nè. Ờ, em quay bằng dạ. Trang của em á. Dạ, trang của em. Hello mọi người cứ đăng ký năm ba nha. Đăng ký Vinh Hải luôn nha mọi người. Thì ST nha mọi người. Thì ST đó. Nên ra mà tôi Phương đi show rồi. Đi show rồi. Chắc lát mình mới ghé về. Dạ. Hôm nay không có gặp Phi Nhung hả? Phi Nhung có anh, Phi Nhung chắc 7 giờ mới lên. Bây giờ Phi Nhung mới lên. Bây giờ cấm rồi. Dạ. Đó mọi người nhớ đăng ký kênh Hải nha. Cảm ơn mọi người nha. Hồi nay anh ra anh có hẹn khoảng có đi kêu bà không nha, tại nó đi trong nha. Qua không nha. Rồi. Đó rồi, anh ngoan, anh ăn đi ha. Ok. Có gì chút nữa. Rồi. Ok. Người đây. Đó. Thấy không? Nhìn là biết rồi. Giờ người vì thấy trai đẹp Vivi nãy giờ quên bưng cá viên luôn. Nói chung là cái đó là bổn phận của Vivi rồi. Vivi đã sinh ra là mê trai từ ngay lúc đầu. Ủa giờ không mê trai là không thích lại đi ăn lắm. Hả? Dù bây giờ không thích. Bây giờ trai nó mua Vivi đi. Vivi làm lại đi đâu Vivi. Đó, ê, trời ơi, Vivi làm gì vậy? Em có sắm mấy ký à, là gì nào? Trời ơi, Vivi ngồi vậy. Cái gì vậy quá? Trời ơi, vậy. Chú ơi, cho em nghỉ chú. Trời ơi, ba. Đúng ba rồi. Là sao? Kêu ba là đúng rồi. Tại sao kêu Vivi làm ba kỳ vậy? Đi, trễ đơn. Khỏi bán luôn. Chúc với anh Khoa là em muốn thích ai? Vô đi Khoa hả? Ơi. Em thích gì chút hơn anh Khoa. Vô. Chị đem nữa đúng. Chị Khoa nói chị nói chuyện vô. 39 ngày. Em muốn đem tiền mà có lấy được không? Lấy được không? Không có đem tiền không? Tiền có cốc xe. À lấy. Đi lại lấy. Tại thiếu đưa cũng được vậy không sao. Không có, tại vì cầm cái xe đi. Giờ sao vậy chứ? Giờ chúng mày không. Anh Diệp tiêu lại đây. Tiêu mìn đi chứ. Đó. Giờ lát anh kia lại xuất bình thân con nha. Có hỏi càng không? Nhiêu? 5 chạy. Trời ơi. Lầu 1 hay lầu 2? Lầu 3. Giờ lầu 3 mới chịu à. Cái lầu 1 không chịu hả? Ê, lầu 3 xa lắm, lên nổi không? Nổi. Ở lầu 4 cũng lên. Thôi giờ lên tắm rửa trước đi. Lên tắm rửa trước đi rồi lát con dắt người lên. Dắt này lên. Thôi mày duyên lầm đó, mày dắt lên được rồi. Trời ơi, đã người kia là đàn ông trai mà. Bạn gái nè, dắt lâm trước đi mà ăn đi. Hai ăn kia làm trước à. Giờ đi nhiêu đưa xài tiền luôn nè. Không. Kìa, vợ mình đang chịu kìa, vô lúc người chay bia cho nó đi má. Nói không, năm xị mới chạy không à. Đi, vô uống chay bia biết lên. Biết giá hết rồi đó, gì trước ghê rồi. Biết rồi đó có làm không, biết giá rồi, biết giá rồi. Lên like đi. Không hỏi thăm người ta. Nó bông đâu, nó bông người ta. Ơ, anh Hoa. Anh Hoa tới kìa. Qua tới rồi chứ. Qua đọc thần chú hay gì vậy á. Đó. Đó anh Khoa mới tới rồi chứ. Nó bông đâu, nó bông bán anh đâu. Bán à. Tướng này làm gái được không? Được. Bân chơi đỉ hoài. Lên lại đi, ngồi đây chơi với bà đi. Chị giá nhiều. Rồi ngồi đi. Rồi con ngồi nè. Rồi. Nhiều. Quay lại nữa mọi người. Ok. Anh Khoa quay lại nữa kìa, hôm nay kiếm gì chất hay kiếm chị này cũng không biết nữa. Chắc anh Khoa kiếm em á.
Trời ơi, kiếm chỉ luôn à. Đây anh Khoa nè mọi người. Đây anh kia kìa, hướng xa. Thằng anh Khoa lại luôn đi. Trời ơi, anh viên lầm già. Em cũng này nè. Để anh Khoa chạy ở đây nè, cho anh Khoa chửi con nè. Không xe nó lại, con chừng quýnh nha, nó cùng lắm đó. Quýnh không? Quýnh. Quýnh con quýnh vợ. Thôi vợ dữ không Ngân? Trời ơi, dân thành phố mà. Vậy ngồi đây đi vậy, mát lắm nè. Bông người ta tặng cũng đem cầm nữa trời. Trời ơi, tiền phải cầm. Không tiền, không sống tiền, quay vô tất này kia kia nọ không tiền. Rồi tối rồi xúc mình thân con. À, hỏi tiền nữa. Tiền. Mày coi tính đi. Bữa nay Hu Cương có ra không chứ? 10 rưỡi. 10 giờ rưỡi hả? Anh Cu Đen á. Chị thấy anh Khoa làm sao? Đẹp mà mắt dài anh. Em cũng này nè, Lâm Mai Quài. Không dám đâu anh Khoa mà đẹp gì. Khoa đâu đẹp đâu. Làm gì đẹp. Con nhưng mà nói anh Khoa thì chứ là thích gì chứ hơn. Nói anh Khoa đi má, thích con chị như gần chết. Anh Khoa chứ kết hợp thì chị nghĩ sao? Đóng phim với nhau. Anh Khoa chứ kết hợp hả? Thì con đồng ý à? Em đồng ý. Được không? Bà 50, ông kia 40 được rồi. 49, 49. 49 hả? 49 gần 50. Rồi chạy luôn rồi, mất tiêu rồi. Mọc thẹm á, cái hùng mặn. Số mà chết, khổ quá trúng, đừng có mua. Thôi, tôi mới ngồi ở đây tới 12 giờ cho bà về. Nói vậy chứ, con ủng hộ gì chứ, tự Củ Chi chạy xuống đây phải ủng hộ gì chứ. Một tờ thôi, một tờ vui vẻ. Nhiều. 39 ngàn. Cho con mượn lấy bóp tiền chi nó quay về liền mà sao tới giờ. Trời ơi mày nghe lời nó mới vừa đợi 5 phút mà lại chết ra á. Mày nghe lời nó trời ơi bữa nay chết cho em 2 xị nha quý vị. Kính không không biết có quen không nữa mà cho 2 xị. Trời ơi mừng dữ vậy ta. Trời ơi chị hên lắm á, chị chết chưa cho ai lên ô lai đi ngồi ghế chơi lên ô lai ngồi ghế bữa nay gì chết bạn bớt ngỡ rồi ủa chị mua rồi. Người với số đi mua. Mua rồi. Chị có mua đâu. Nãy mày lấy rồi mà. Trời ơi. Cái đuôi chết liền. Phải không? Cho YouTube quay lại thử đi. Có mua tờ nào không? Hỏi gì vé số là thích đưa tờ nào mà đưa hả? Ừ, đợi đi đó đi mang cả. Ủa anh Quang lấy vé số kỳ vậy? Ủa bán số cho lựa hả? Đừng mua. Số không chị? Số không lựa hết trơn. Trả rồi. Trả luôn. Trả luôn. Trả luôn. Anh. Nè, trả đó. Thằng cá. Hả? Con sóc này thôi. Nè, cả đống nè. Năm tờ nhiêu? 55. 55 ngàn hả? Ừ. 55 ngàn vậy cho mượn 46 ngàn chẳng trăm. Cho mượn 200 mà. Ủa cho mượn 200 mới hả? Ôi vậy trước nay cho em mượn 200 nha quý vị. Trời ơi bữa nay hên dữ người ta. Nay đi, đi lên Củ Chi thăm về trước, về trước cho mượn 2 xị. Ừ. Cảm ơn. Dạ. Đưa 2 ngàn, thiếu 20. 55 ngàn tất cả. Ủa gì chứ, không bán nó hết tiền chứ gì chứ? Chưa. Mày mấy tờ? Kìa nó có con vẽ kêu đường trăm. 55 khối lại 45. Con đó nó khùng quá trời nè. Là mày mượn tao đúng 200. Đúng 200, nè trả 100. Là lát đưa 100 nữa. Ok nha.
Chết ngồi chị chơi đi, chị nói chuyện vui mà chết. Mày ô lai đi, tao ngồi. Mày đụng má bây giờ, coi đi bán, đi đâu vậy? Đi theo bà. Thôi. Thằng con cho con đi. Trời ơi là trời. Mới thái của thật. Thôi kêu này xúc đi, đụng má mày. Ê, sao chửi lại hoài vậy? Dạ coi. Giờ mày nói mày chưa mãi hàng lên, coi cho nó đi. Đây. Ê nhà dạo này coi yếu lắm á. Đây, tôi dẫn mà đi bán số. Biến dòng ra, mình đưa cái ám luôn nha. Lên like, mà chỉ tùm lum. Đã bú rồi chứ rồi. Đâu? Vô. Cái đẹp. Mày hãm đi. Anh Việt Kiều, sửa không?